Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Lê Vi Ký chương 1. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. Kế đó, lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sắp các miếng thịt đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ hoặc chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tỳ vít, giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ, xả thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra. Thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, đoạn thầy tế lễ dâng và xông hết mọi phần trên bàn thờ. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu lễ vật người dâng cho Đức Giê-hô-va là một của lễ thiêu bằng chim, thì phải dùng cu đất hay là bò câu con. Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn rứt đầu ra, rồi xông trên bàn thờ, vắt huyết chảy nơi cạnh bàn thờ. Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ về hướng đông là chỗ đổ tro. Đoạn, xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời. Rồi thầy tế lễ sẽ đem xông trên bàn thờ, tại trên củi để chụm lửa. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Chương 2. Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chế dầu và để nhũ hương lên trên. Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thảy nhũ hương, đem xông làm kỷ niệm trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu và bánh tráng không men thoa dầu. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn không pha men nhồi với dầu, bẻ ra từ miếng và chế dầu trên. Ấy là của lễ chay. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo lớn đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn với dầu. Của lễ chay đã sắm sửa như cách này: ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-hô-va, giao cho thầy tế lễ, và người sẽ đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần phải dâng làm kỷ niệm xông trên bàn thờ. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ của lễ chay các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va thì chớ dâng với men, vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.
các ngươi được dâng những vật đó cho Đức Giê-hô-va như của lễ đầu mùa, nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ có mùi thơm. Phải nêm muối các của lễ chay, chớ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật, ngươi phải dâng muối. Nếu ngươi dùng hoa quả đầu mùa đặng làm của lễ chay tế Đức Giê-hô-va, thì phải bằng vé lúa rang, hột lúa mới tán ra, đổ dầu vào và thêm nhũ hương, ấy là của lễ chay. Đoạn thì tế lễ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thảy nhũ hương mà xong làm kỷ niệm, ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Chương 3. Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va không tỳ vít chi. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình rồi giết nó tại cửa hội mạc. Các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thụ ân bằng chiên hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên không tỳ vít chi. Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước cửa hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở và cái đuôi nguyên chặt gần cuối xương sống, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu của lễ người bằng con dê cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước mặt hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ, ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào, ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Chương 7. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Tôi nói với anh em cách bạo dạn. Tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em. Tôi được đầy sự yên ủi. Tôi được sự vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Và khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi. Điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Dầu nhân bức thư tôi đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn. Mà nếu trước đã phàn nàn, vì tôi thấy bức thư ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc, nay tôi lại mừng. Không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật,
anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào. Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông nã, trách phạt là dường nào. Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch, nhưng hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhân sự yên ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tít, vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chương 8. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông kỵ của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em. Vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thế ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng, thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh, tại những điều người ấy đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em thì chắc là càng sốt sắng hơn.
Ấy vậy nói về Tít thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình ra và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Chương 9. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết anh em sẵn lòng, và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì có lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chương 10. Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là giản dị. Tôi nài xin anh em chớ ép tôi khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự giản dị mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Anh em cứ xem bề ngoài sao? Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chứ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thế ấy. Thật, chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực, chỉ theo mực về địa phận
mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng tôi tới đến anh em. Bởi chúng tôi chẳng vượt quá mực mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em, vì thật chúng tôi đã đem tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. Chúng tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác làm, nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên thì công việc chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em theo giới hạn đã định cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, cho đến nỗi chúng tôi sẽ có thể truyền tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em. Song chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của người khác. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gửi gắm. Thi Thiên 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.